tâm nhi con mô Phật. Có việc gì thế? Sư phụ ơi, con đã lỡ tay làm hại một mạng người. Nam mô A Di Đà Phật. Nạn kiếp nạn tai, tại con nó nhúng vào máu, mộng của thầy đành gửi ăn mây bay. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài vô, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin từ ta với ân sư. Gọi là nhưng lại sao cùng, từ bây giờ cho đến mai sau chốn Phật đài, chân thân vào chốn gian lao, con không biết rồi sẽ ra sao. Chánh thương sư phụ lúc tuổi già, phải một mình giữa quan sơn, buồn cô đã đi vào chốn bụi hồng. Thầy cũng chỉ một đôi lời khuyên con, đạo là anh đuốc soi đường, con hãy giữ gìn đạo tâm. Sư phụ ơi, kể từ nay con sẽ vĩnh viễn rời xa tiếng nhai, tự giả biệt tiếng kệ lời kinh, mãi mãi không còn được nghe mõ sớm với chuông chiều. Kể từ nay lung lạc giữa bụi hồng, lăn lộn với cuộc đời bạc đen già tra, bằng tâm hồn non dài thơ ngây. Áo nâu sòng xin gửi lại thiền môn, vì không còn đủ hạnh để khoác lên người con nữa. Trời Phật ơi, con đã nhúng tay vào tội lỗi, bằng tâm tư không gỡn chút lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, âu cũng là định số, thầy cô giữ cũng không xong. Sư phụ ơi, 20 năm trước con là đứa trẻ thơ không nguồn không cội, chùa Thiên Nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Sinh di như quyết nhục thâm tình, rồi hôm nay trong một giờ lại dập hồn bao biến cố. Bàn tay hiền lành lại mang tội sát nhân, con người phát giác ra chuyện cũ 20 năm, rằng con có một mối thù gia tộc. Trời ơi, con muốn nghĩ vợ tung đầu óc biết xử sự làm sao cho tròn vẹn đạo gia đời.